Anh em thợ chắc chắn đều biết làm điện nước thì phải có loại đục riêng dành cho đục tường. Loại đục này phải khỏe, nhẹ nhàng, quan trọng nhất là giá phải rẻ và bền. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em một loại máy đục có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu này của anh em. Máy đục này của hãng Cao Quang có mã SG0351, dùng mũi đục 17mm. Nghe tới hãng Cao Quang là anh em điện nước đã thấy ưng rồi đúng không? Cao Quang là một thương hiệu nội địa Trung Quốc chuyên sản xuất các loại máy phục vụ cho việc cắt đục tường và bê tông. Hầu hết anh em thợ Việt Nam đang cắt tường bằng máy chuyên dụng của Cao Quang vì nó hiệu quả. Máy đục Cao Quang này có rất nhiều điểm mạnh của các mẫu máy đục khác với cân nặng 5,5 kg và thiết kế cân đối, trọng tâm của máy ở gần phía tay cầm chính, cho nên anh em cầm máy cảm giác rất nhẹ, đục tường lâu sẽ hạn chế mỏi tay. Công suất của máy lên tới 1200W cộng thêm piston máy đường kính 35mm, cho nên máy đục khỏe hơn hầu hết các dòng máy đục có cùng cân nặng. Loại trừ máy này VFU 358, con này vừa nhẹ vừa khỏe nhưng mỗi tội giá hơi cao 2,9 triệu. Có thêm một thứ mà anh em thợ rất thích là nòng máy được bọc nhựa, cho nên anh em cầm vào sẽ không bị nóng nhiều như loại thường, nhưng tất nhiên cầm lâu sẽ vẫn nóng anh em nhá. Tốt nhất anh em nên bọc vải vào cho chắc ăn. Rotor và stator của máy lại tương thích so với các dòng đục khác của Magita hoặc Đông Trang, cho nên anh em thay thế rất tiện lợi, ở đâu cũng có đồ. Tóm lại SG0351 là cái máy đục nhẹ, khỏe, bền, giá rất rẻ. Giá nên biết là 1.900.000, nhưng anh em muốn mua máy thanh lý đã quay video một lần của tôi chỉ có 1.550.000, đảm bảo cho anh em máy vẫn mới 100%, vẫn được bảo hành 6 tháng và tặng thêm cho anh em một lọ mỡ chuyên dụng dành cho máy đục trị giá 250.000, tức là máy này chỉ còn giá là 1.300.000. Anh em hãy nhanh tay chốt luôn nhé, tôi chỉ có 2 máy đục thanh lý thôi.